Đây lại là 6040 nha các bạn, số nước tắc 2. Ở đây là Chi Tôm An Giang. 6040 này, 6040 vỏ hồng lớn này, 16928. Ở đây là để các bạn thấy, ở bên kia thì người ta vẫn chưa sớ đó. Ở đây cái kiểu là mạnh ai nấy làm rồi. Cái này hình như là chạy nước tư. Chi Tôm mà mình cũng không biết ở đây nó là xã gì nữa. Đấy. Cái ô này thì khoảng 3 công. À quên, thông số nha các bạn, 6040 này nó xài máy 2403, V2403 đó. Công suất nó là 58-59 HP gì đó, mình cũng không nhớ rõ, nói chung là không tròn 60. 4 máy. Piston là 87. Turbo mà, 2403 là turbo. Nó trên 6040 là turbo, máy cắt 60-70 cũng turbo. Chỉ có trên 5018 là không có turbo thôi. Cho nên nó chỉ có 50 ngựa. Đó, đã chưa? Vỏ hồng lớn kìa. Sáu không bốn không bây giờ có thêm 6040 đời mới nha các bạn, nó đời 2019, nó được hai số sớ, một cấp 750 với một cấp 540, chậm với lẹ. Hiện tại thì ai muốn mua 6040 thì có thể mua cái dòng đó. Còn ai đang xài dòng cũ thì có thể mua về nâng cấp lên hai số sớ cũng được. Mình cũng nghe nói đâu là nâng cấp lên cũng mười mấy triệu gì đó, mà không biết chính xác là nhiêu. Cái dàn sớ này hình như là dàn sớ của Buta luôn, là dàn sớ hãng luôn nè. Dàn sớ theo máy. Chào. À, 750 với 540 là trên lệch 190 hả? 190 tu hả? Đây chưa? Ở lòng vòng mình quay thì mình thấy hình như cái dòng 60 ngựa này hình như là độc tôn với có thằng mình thằng 6040 này. Đồ mới á. Giang Ma thì nó có 357, 357 thì tính ra nó chỉ có 56 ngựa thôi. 57 VS. Còn trong cái khoảng 60 này, nó ngay thì 6040 này cũng không chọn 60, nó chỉ có 58, 59 nè. Cho nên nó cũng hay gọi là bá đạo đó. Độc nhất đấy. Đời mới bây giờ thì chỉ có Yanma, Kubota với John Deere. Không kể John Deere thì mình đang kể John Deere thì cũng không có con nào nó nằm trong phân khúc 60 này. Nó chỉ có 5055 là được 55, rồi nó nhảy lên 5065 là 65 rồi. John Deere thì nó thuộc dạng là máy lớn, máy khủng mà. So với Kubota thì John Deere nó nặng hơn nhiều lắm. John Deere 5055 nó nặng là 2,4 tấn, còn 6040 thì nó nặng chừng 8-9 tấn nè. Lên vỏ hông lớn này luôn cho nặng nhiều lắm, là được 1,9 tấn, không tới 2 tấn đâu. Tại vì 2 tấn nó là 7040 nó đã 2 tấn rồi.
Thả không vậy, nhanh ghê chứ. Lên gió không lớn này để chạy mấy cái đất này nè, chứ đi ủi rồi nó khỏe lắm. Mình ở đây thì đa số chuộng không nhỏ, cho máy nó lẹ chứ nó rẻ tiền đó các bạn, chứ Thái Lan này người ta xài toàn không lớn không à, đa số là không lớn. Super Unity show chứ ta có những cái show đó. Dạng này 2m2, 2m3 gì nè. Dạng này 2m2. Cái dòng đường mở hai số sớ á, nhìn phân biệt là nhìn ngoài cái đuôi gù, ngoài cái đít gù á nha các bạn, ngoài cái cần gạt số á, cần gạt 740 với 550 đó, 750 540 với là nó nằm bên hông gù á. Bá đạo không? Tại sao không mê vậy được phải không? Ô này 3 công hơn, không được 4 công. Theo như mình đoán bằng mắt là vậy đó. Xé nước nè. Đã chưa? Chạy nhanh đi chứ. Đường mới giờ dòng tour nó 2006 không à. Đây là cũ rồi, 2004, 2002. À, 16, 9, 28. Nó còn một khoảng trống nè các bạn. 704030 là nó gần đụng về luôn. Đó là như Nguyễn Đỉnh. Đó này xong cái trang chạc, đánh được nước, xạ, xong phin. Đất ở đây cũng còn ô nhỏ nhỏ chứ chưa đất dây ha.